ra ngoài đường á, kiểu em đặt phòng nước ngoài hay gì á, em không có nói được, kiểu em không có phản xạ được lại gì hết trơn luôn. Dạ em là Vi, em vừa hoàn thành khóa học ở Lít Thao được 6 tháng và khoảng còn hơn 4 ngày nữa là em sẽ đi du học Canada. Em nghĩ là ba điều ấn tượng nhất với em đó, thứ nhất là phương pháp, thứ hai là môi trường, thứ ba là thầy cô bạn bè. Về môi trường nha, thì ở đây nha, là ở đây mình học với nhau không phải là học như là một cách truyền thống, giống như là ở trường là học trong bốn bức tường, lúc nào cũng phải tách vỡ ra viết từ vựng mới này phải vô, không có. Ở đây nha, là mình học trong không gian giống như là ở cái thành phố vậy đó, view ở đây cực kỳ đẹp luôn, là không những là mình có không gian ở trong library để mình đọc sách nè, tất cả những sách về tiếng Anh cũng có, về tiếng Việt cũng có, rồi xong có không gian riêng để mình có thể học tập và làm việc. Đó, ở đây nha, là mình là học cách rất là gọi là có những cái phương pháp học rất là mới lạ, như là mình không kiểu học theo cách truyền thống là viết bài thầy cô ghi từ mới mình viết bài vô nữa, mà lúc nào mình cũng nói hết trơn á, thì làm cho lúc nào cái tiếng Anh của mình á nó cũng có thể cải thiện. Mà ở đây nha, ăn trưa là cũng không được nói tiếng Việt nữa, có cái bản tiếng Anh này nha, speak English only, đó là mình có thể nói tiếng Anh mọi giờ luôn. Thường là có chương trình tên là cuối vòng đánh giá, em có được vẽ nè, tại sao mà em làm gốm, được học pha chế, có nhiều cái giống như là mình học mấy cái đó rồi xong có tiếng Anh vô thì mình sẽ học cái từ đó dễ hơn, kiểu nó đi vô tự động, đi vô đầu mình chứ không cần mình phải học, sẽ lấy sách ra mình viết học. Giống như là chương trình sau 6 tháng em nghĩ là em ấn tượng nhất là chỉ có một cái lớp bạn, em nghĩ là cái lớp bạn đó giúp cho em ngày càng tiến bộ hơn, giống như là mỗi lần nha mà em ở nhà em lười quá cái xong cái nha là mấy bạn sẽ gọi em alo Vi hả, lên đi nay có gì vui lắm, có khi vui lắm đó, lúc nào cũng thôi giúp em đi học. Dạ, với lại thầy nước ngoài, thầy cô nước ngoài luôn. Rồi thôi nha, tới tất cả các anh chị mà tư vấn viên hoặc là những anh chị mà em bút lớp luôn, ai cũng dễ thương hết. Lúc nào mặt gặp thứ nhất là cũng cười, cười xong đó nha, rồi nha, rồi hướng dẫn em tận tình mọi thứ nữa. Cái gì hỏi không biết thì cứ hỏi, rồi xong chị tận tình các thứ luôn, rất là tận tình. Cô lao thông cũng vậy nữa, lúc nào hỏi, lúc nào gặp cô cũng hỏi nha, là trời ơi nay con khỏe không, cái gì dễ thương lắm luôn. Mọi người rất là dễ thương, quan tâm nhau, giống như là một ngôi nhà thứ hai của em. Như là hai nha, mỗi lần mà hỏi mẹ hỏi như là ủa Vi mày làm cái gì, mày đi đâu cả ngày vậy, kiểu em ở nhà lại mất tích là cứ lên đây tìm. Em học IELTS á là em biết em theo topic đó, là theo topic gì á thì em cứ có một từ, một nhóm từ đó sẵn trong đầu em để em nói, mà ra ngoài đường á kiểu em đặt ở ngoài gì á em không nói được, kiểu em không có phản xạ được lại gì hết trơn. Thầy nói gì cho em, ông trung tâm khác, em xin giấu tên trung tâm đó ha. Cái thầy đó kêu là con tới đây con học thử đi, thầy có tìm hiểu cái môi trường bên đây vậy vậy á tốt lắm, thì qua thử sao. Cái xong thì em qua thử, cái xong cái em nghe mấy chị tư vấn đó, cái xong cái em tiến liền luôn trong buổi đầu tiên luôn. Em nghĩ là vô đây á, cái từ những cái việc mà mình giống như là mình tám với nhau về cuộc sống đang như thế nào á của mấy bạn á, thì kiểu cái đó mình phản xạ lại được. Em cảm thấy là từ từ cái nói tiếng Anh của em á, cái cách em phản xạ em nghe được, em bắt được keyword khi mà người ta nói á thì tốt hơn. Khuyên lớn nhất luôn á là nếu á mà mấy bạn chán với lại cái cách học truyền thống á, mà sau 12 năm trường lớp á đã học rồi á, thì các bạn nên tìm tới đây để thôi nha, mình thử một cái phương pháp mới, học một cách học rất là vui, kiểu không có bị stress gì hết luôn á, nhưng mà trình độ tiếng Anh của mình á ngày càng đi lên, mình nói được nhiều hơn, mình có thể kiếm được một môi trường mà lúc nào mình cũng sẽ vô mình nói với tất cả mọi người về tất cả các chủ đề. Còn nếu mà các bạn đã học rồi á, các bạn nên tới đây và luyện ra lớp môi trường để mình luyện tập được những cái từ mà mình đã học trong lớp, nó sẽ giúp cho kỹ năng của các bạn tốt hơn.